Bệnh dại là căn bệnh thường tăng cao vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, gặp ở mọi lứa tuổi và hầu hết các trường hợp tử vong do bệnh dại đều không tiêm vaccine. Trước tình trạng này, Bộ Y tế ra khuyến cáo người dân sử dụng vaccine kịp thời để phòng bệnh. Bộ Y tế cho biết hiện có 16 tỉnh có nguy cơ cao về bệnh dại. Tại Việt Nam, bệnh dại lưu hành ở nhiều địa phương, chủ yếu là ở các tỉnh miền núi với nguồn truyền bệnh chính là chó. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị để điều trị bệnh. Tuy nhiên, có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Tiêm vaccine phòng bệnh dại kịp thời cho người bị chó nghi dại cắn là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh dại ở người. Hiện nay, Việt Nam có 2 vaccine phòng bệnh được cấp giấy đăng ký lưu hành là vaccine Verorab do công ty Sanofi Pasteur Pháp sản xuất và vaccine Abhirab do công ty Human Biological Ấn Độ sản xuất. Vaccine dại được sử dụng trong tiêm chủng dịch vụ cho người dân tự chi trả. Trên cả nước có khoảng 700 điểm tiêm chủng vaccine dại. Hàng năm trung bình có khoảng 400.000 đến 500.000 người tiêm vaccine phòng dại.